Cái điện này bây giờ nó đổ mát này. Chết. Đi đó. Don't change it. Đó. Hay là ăn hết trứng nhá. Nói đi. Đi ai rồi, đi ai rồi. Thank you.
Cái gì? Trăng. Gọi cân đi. Chốc đây qua đây mà. Sao bật bỏ với mèo đi rồi mèo ở đây luôn. Chẳng ra. Dạ, tên dạ. Mấy cỏ vậy? Đó hả? Ừ. Chị ơi. Cân ơi. Đâu rồi? Dạ. Gì nó kia. À đó.
13 chiều cao vẫn bình thường nè, hơi gầy 4 kg, trước hơi gầy 5 kg rồi. Dạo này mình hút phi ghê á, cái quán nó mọc kìa, nó ăn nhiều đặn lên nữa. Uống nước à? Để cho mèo để tan hết đá rồi. Hmm.